Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nghe Nhìn Audio. Với audio file ngoài một phòng nghe chính thì hiện nay mỗi người đều mong muốn sở hữu cho mình một phòng nghe riêng, một phòng nghe thứ hai, hay chúng ta cũng hay đùa gọi với nhau đấy là lập phòng nhì. Nhưng tất nhiên phòng nhì này sẽ chỉ để chứa đồ audio thôi, chứ không phải là chứa bất kỳ một người nào khác. Ok, và với một cái phòng nhì thì thường mọi người hay lựa chọn những setup vintage một chút, hay là những thiết bị DIY, hay thậm chí là những cái dàn mini audio. Và trong video ngày hôm nay thì Ngọc sẽ mang đến cho các bạn một bộ dàn, có thể nói rằng nó vừa đáp ứng được cái tiêu chí đấy là một dàn âm thanh nhìn rất vintage, và nó lại là một dàn âm thanh cũng rất là mini. Nhìn bên ngoài thì mọi người sẽ thấy rằng là ba cái thùng này rất là lớn, nhưng khi bóc ra thì chắc chắn mọi người sẽ phải ngạc nhiên, bởi vì tất cả những thiết bị này có thể để gọn gàng trên một cái tủ rất là nhỏ gọn. Như vậy thì bất kỳ một cái tủ nào, một cái kệ nào, hay thậm chí một cái bàn trang điểm cũng có thể trở thành một cái bàn để các bạn đặt những cái đồ âm thanh chất lượng cao lên. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng Ngọc mở hộp từng thứ ra nhé. Đến gần hơn với chiếc loa Tannoy Auto Wrap Mini này thì Ngọc muốn lưu ý đến cho mọi người một điều ở cái phần thùng loa. Đó chính là mọi người sẽ hay lầm tưởng rằng những cái phần hoàn thiện lên thùng loa sẽ là từ gỗ nguyên khối, nhưng không phải. Nó sẽ chỉ là gỗ thanh ở những cái đường khung xương mà thôi. Còn những cái bề mặt như thế này nó sẽ là gỗ plywood, tức là được ép lại từ nhiều những cái lớp gỗ mỏng tạo lên cái thùng loa tổng thể, chứ không phải là gỗ nguyên khối tự nhiên đâu nhá. Mọi người hãy nhớ điều đó. Và đến gần hơn, nói kỹ hơn thì với Auto Wrap Mini phiên bản thứ 2 thì nó vẫn giữ cái thiết kế cũng như là kích thước tổng thể tương tự như phiên bản 1, nhưng nó cũng sẽ có một số những cái chi tiết thay đổi nho nhỏ nằm ở phần bên trong. Bây giờ thì Ngọc sẽ mở nó ra để cho mọi người có thể thấy. Cách mở nhìn cực kỳ hiện đại, giống như một cánh cửa nhưng không phải cánh cửa. Tuy rằng là một mẫu loa theo phong cách loa cổ, thế nhưng nó lại được sở hữu những cái thiết kế rất là hiện đại ở đây. Với 4 nam châm hít, mọi người có thể kéo ra một cách rất dễ dàng mà không lo ảnh hưởng đến những cái chấu, giống như trên những cái mẫu loa phổ thông mà chúng ta hay thấy, không lo gãy khi mà tháo. Bên trong đây thì các bạn sẽ thấy một cái điểm khác biệt đầu tiên so với mẫu loa Auto Wrap Mini phiên bản 1, đó là nó sẽ không còn cái nền đen nữa mà nó sẽ được phủ thêm một lớp gỗ mỏng ở bên ngoài. Bên dưới thì sẽ được khắc chìm một logo GA cùng với một cái biểu trưng. Bên trong cái phần này thì sẽ có một số thông tin như là tên loa, tên hãng loa là Tannoy, tên dòng loa đấy là Auto Wrap Mini. Nói chung những cái điểm thay đổi nhỏ nhỏ như vậy nhưng cũng đủ để giúp cho chúng ta nhận biết rằng đây là phiên bản 2 và phiên bản được Tannoy làm mới lại vào năm 2019. Về ngoại hình, lợi thế đầu tiên của Tannoy Auto Wrap Mini là kích thước nhỏ gọn, dễ đặt để kể cả trên các kệ sách với chiều sâu loa chỉ là 156mm. Về thiết kế, Auto Wrap Mini mang đậm chất vintage của một đôi loa cổ Anh Quốc, từ cách thiết kế thùng loa, vật liệu gỗ cho tới các đường nét mộc mạc và mặt lưới, tất cả tạo nên một hình ngoài hoàn hảo cho những người yêu phong cách cổ điển của châu Âu. Thùng loa của Auto Wrap Mini sử dụng đúng chất liệu gỗ tự nhiên và gia công bởi các nghệ nhân đóng thùng loa tại Coatbridge, Scotland. Mình cũng nói nhanh về kỹ thuật của đôi loa này. Điểm kỹ thuật quan trọng nhất của Auto Wrap Mini cũng là điểm được xem là di sản thương hiệu Tannoy, chính là thiết kế của loa đồng trục. Loa sở hữu driver đồng trục đường kính 4H với twister ở giữa tạo nên hiệu quả chỉ dẫn tối ưu về pha. Cả hai driver đều được trang bị hệ thống nam châm Oni Magnet với lực từ cực mạnh nên nó sẽ đạt hiệu suất âm học rất cao. Một điểm quan trọng khác trong thiết kế loa đồng trục Tannoy thế hệ mới chính là thiết kế ống dẫn âm tulip bằng kim loại. Đặt trước loa twister có vai trò dẫn và khuếch tán âm thanh kết hợp với màng loa hình nón của woofer tạo thành một họng kèn đồng tâm, giúp âm thanh được lan tỏa nhanh, tăng độ mở âm hình và cả độ động. Xong phần gập loa thì bây giờ Ngọc sẽ cùng các bạn đi tới hai thiết bị tiếp theo, đó chính là âm ly đèn và đầu đọc.
Thì với mẫu âm ly đèn, đây là mẫu có model, đó chính là SQN150 và đầu đọc thì nó sẽ là DN150. Đây là hai thiết bị được nằm trong series Classical 2 và nó sẽ được mang một cái phong cách thiết kế rất là hoài cổ. Để tả về kích thước của nó thì có thể nói rằng nó nhỏ gọn và rất là xinh. Và khi đặt kích thước với một thứ gì đó ở ngoài thực tế thì có thể nói rằng nó vừa vặn bằng gần bằng một tờ A4. Các bạn có thể nhìn sâu vào đây hơn thì cái nét hoài cổ của nó được lột tả ra từ những cái tăng cười thì cái nét hoài cổ của nó được lột tả ra từ những cái núm để tăng chỉnh volume hay là những cái núm của tăng chỉnh bass, treble hay là balance. Phải nói như thế nào để có thể miêu tả được hết cái độ tinh tế và độ đẹp của nó nhỉ? Có lẽ chúng ta sẽ không thể nào mà lột tả hết được trong một vài câu nói, nhưng Ngọc có thể khẳng định rằng với cái kiểu thiết kế như thế này thì nó sẽ không bao giờ lỗi thời theo thời gian. Nếu chú ý vào ở đây thì sẽ có một điểm nho nhỏ, đấy chính là một cái đèn LED được giấu ở bên trong. Nếu tắt đi thì đơn thuần nó chỉ là một cái lỗ nhìn khá bình thường, nhưng khi bật lên thì nó lại có một cái gì đó lấp lánh ở bên sâu bên trong đây. Nó tạo ra được một cái gì đó gọi là rất bí ẩn, huyền bí ở trên cái phím ở trên cái núm chỉnh volume như thế này. Hay là đến với chi tiết đồng hồ VU ở đây thì nó cũng sẽ mang một phong cách cực kỳ là cổ đấy. Mọi người có thể thấy này, nền đèn vàng này và sau đó là hai cái kim, chỉ cần nhích cái volume một xíu thôi là nó nhảy, nhìn cực kỳ đã mắt luôn. Ngoài ra thì chassis bên ngoài của cái âm ly này nó cũng sẽ được hoàn thiện từ nhôm 5 ly rất dày. Nói chung nó nhỏ nhưng mà nó có võ. Tới với một chi tiết khác, đấy chính là cần gạt để chuyển qua các ngõ vào, thì ở đây chúng ta sẽ có tới 3 cái cổng line và cùng với đó thì sẽ là hai cổng phono, bao gồm cổng phono MM và phono MC. Với những cái âm ly thông thường mà chúng ta hay thấy thì nó sẽ chỉ có cái cổng phono MM mà thôi, nhưng đặc biệt ở trên một mẫu âm ly nhỏ gọn như thế này mà nó hỗ trợ luôn cả cổng phono MC thì đây là một trong những cái điểm mà mình thấy nó chính là điểm mạnh của cái âm ly này. Còn về hệ thống đèn ở trên cái mẫu Luxman SQN150 này thì chúng ta sẽ có tổng cộng 6 đèn, bao gồm 2 đèn ECC83 và 4 đèn L84. Phần preamp của SQN150 cũng được hãng Luxman rất chăm chút. Các IC chuyển mạch đầu vào đều là linh kiện cao cấp lấy từ preamp đầu bảng C900U của hãng để tránh nhiễu crosstalk giữa hai kênh. Dù rất nhỏ gọn nhưng Luxman SQN150 vẫn được trang bị cổng headphone và đặc biệt là ngõ vào MC cho phép kết nối trực tiếp tới các âm than. Và đó là về âm ly. Còn với đầu đọc Luxman DN150 thì sao? Với kích thước của cái đầu đọc này thì nó cũng sẽ tương đồng với cái mẫu âm ly mà mình vừa nói bên trên. Thế nên rằng chúng ta có thể đặt nó ngay bên dưới cái âm ly như thế này, rất là gọn gàng. Và cái đầu đọc này thì nó sẽ được trang bị bộ cơ chuyển Transport D380. Hay hiểu đơn giản hơn thì cái đầu này nó được bê chính cái bộ cơ chuyển từ cái mẫu đầu cao cấp hơn, đấy là D380 xuống. Thế nên toàn những thứ cao cấp được trang bị lên những cái thứ nhỏ bé như thế này. Còn về những cái linh kiện bên trong thì Luxman cũng rất cẩn trọng và đầu tư mạnh tay cho nó, từ biến thế xuyến, tụ lọc hay các diode cản Schottky thì cũng đều là những thứ cao cấp, và đặc biệt là phần dây dẫn thì được chính Luxman tự mình sản xuất. Đầu đọc này thì được sử dụng chip DAC The Texas Instruments PCM5102A có tỷ số SN rất tốt và cho phép tái tạo âm nền sạch nhiễu. Luxman DN150 hỗ trợ các loại ngõ vào digital cho phép kết nối với các nguồn phát số khác nhau. Đặc biệt cổng kết nối The USB Input hỗ trợ tín hiệu PCM lên tới 192kHz, 32bit. Và đây cũng là thiết bị đầu tiên của Luxman hỗ trợ công nghệ truyền tín hiệu Buckbed. Buckbed là một công nghệ được phát triển bởi Interface, một trong những hãng cung cấp giải pháp USB cho khá nhiều hãng lớn. Và công nghệ mới nhất Buckpad là một trong những phương thức truyền tải gói dữ liệu audio digital từ BC đến DAC, mang khá nhiều đột phá so với phương thức truyền isochronous hiện tại. Now, 'cause
Nói chung thì đây là một setup rất hoài cổ nhưng vẫn rất là sang trọng. Một chất âm mang lại thì rất là mộc mạc và nó sẽ rất phù hợp để cho các bạn trang bị vào những cái phòng nhì để đồ âm thanh. Và thậm chí các bạn cũng có thể sử dụng để setup nó cho những không gian phòng khách nho nhỏ, tận dụng những cái kệ mini như thế này hoặc là những cái không gian nó dư ra một chút. Dù là nhỏ cỡ nào đi nữa thì setup này cũng vẫn có thể để lên. Nó vừa là một setup đạt phẩm high-end, vừa có giá trị sưu tầm và cũng như trở thành một món đồ trang trí rất là sang trọng dành cho gia chủ. Còn các bạn thấy sao về setup này? Theo các bạn thì nó đã đủ ngon, đủ tinh tế và đủ đẹp để cho mọi người có thể lựa chọn hay chưa? Xin một comment lại để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Còn video này thì mình xin dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy vui, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe theo dõi những video tiếp theo của Nghe Nhìn Audio nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.